Jenny Yu, 27 tuổi, đến từ Bangkok, Thái Lan, phát hiện mình bị ung thư xương từ năm ngoái. Được biết ban đầu cô đi khám do cảm thấy khó chịu vì nghĩ mình bị đau răng thông thường. Tuy nhiên sau khi tới bệnh viện, chẳng những cơn đau không thuyên giảm mà các bác sĩ cũng lắc đầu bỏ tay, không tìm được nguồn cơn căn bệnh. Cuối cùng Jenny phải bay sang Seoul, Hàn Quốc để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Khi ấy các bác sĩ mới chuẩn đoán cô mắc phải căn bệnh ung thư xương. Những cơn đau của cô là do khối u gây ra. Ngày qua ngày, khối u ngày một phát triển, nó sưng to và khiến gương mặt của Jenny biến dạng. Sau 5 lần trị xạ, bệnh tình của Jenny vẫn chưa có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Sau khi chia sẻ một số hình ảnh của mình, Jenny nhanh chóng gây chú ý với truyền thông và dư luận Thái Lan. Một số tờ báo đăng tải câu chuyện của cô gái 27 tuổi. Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Chùa Vàng lại tỏ ra nghi ngờ và cho rằng Jenny đã cố tình chỉnh sửa ảnh để nổi tiếng. Sau đó, phải đến khi Jenny quay clip và chia sẻ về quá trình đấu tranh với gương mặt chẳng khác nào người ngoài hành tinh, cô mới nhận được sự đồng cảm của mọi người. Jenny cho biết gia đình cô không thuộc dạng khá giả. Trong khi đó, chi phí mỗi lần hóa trị lên tới 80.000 bạc, hơn 50 triệu đồng, khiến cô gặp không ít khó khăn. Jenny chia sẻ, dù các bác sĩ đã thông báo chỉ cần 5 lần hóa trị thành công, cô sẽ có gương mặt bình thường trở lại. Tuy nhiên, Jenny cho biết cô không dám chắc chắn điều gì và luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.